Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hiệp 1 của trận đấu giữa Topeland Bình Định và Long An, trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021. Và lúc này thì có những áp lực nhất định dành cho nhà cầm quân của đội bóng Đất Võ. Số 44 là Tuấn Vũ và số 22 là Văn Nhuần. Đây là huấn luyện viên Ngô Quang Sang, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Long An. Phá sút thắng rất nguy hiểm, bóng sát sạt sang ngang khung thành của Minh Hoàng. Đây thực sự là cơ hội đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về đội bóng Long An. Cự ly từ rất xa, nhưng có thể nói pha đá phạt của Hải Quân dù không thành bàn nhưng nó cũng rất đáng khen ngợi. Một cú sút chất lượng. Đây là Đình Kha. Mùa trước thì Đình Kha có được 5 pha lập công cho câu lạc bộ Khánh Hòa ở V-League 2. Đánh đầu. Tình huống xử lý bằng đầu không tốt của Linh Hoàng Mắc. Dứt điểm xa kỹ thuật và cơ hội đã trôi qua sang pha bóng này của cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria. Đường truyền của Xuân Kiên đã tìm đến đúng Linh Hoàng Mắc. Sau khoảng 15 phút đầu tiên để cho câu lạc bộ Long An tạo ra được một thế trận cân bằng thì những phút đã qua, Bình Định đã chơi tốt hơn. Dứt điểm không vào. Pha sửa lòng kỹ thuật của Thanh Phong, bóng đã đi chạch khung thành của thủ môn Hoàng Việt trong gang tấc. Chúng ta xem lại tình huống phối hợp ấn tượng nhất, một pha xử lý kỹ thuật. Tình huống xử lý cơ bản của Thanh Phong. Phạm Văn Nam. Hoàng Mắc. Và dứt điểm tiếp theo của Linh Hoàng Mắc đã trúng vào một người của cầu thủ Long An. Chính xác thì là Văn Nhuần. Thanh Bình. Hoàng Mắc. Ba pha dứt điểm của Đinh Hoàng Mắc thì hai trong số đó đều trúng vào một cầu thủ của Long An. Vừa rồi cũng là một tình huống tấn công biên hay, được truyền vào trong rất tốt của Lê Thanh Bình. May mắn vẫn chưa đến với cầu thủ có trận đấu đầu tiên cùng câu lạc bộ Topeland Bình Định. Đường truyền của Thanh Bình là rất vừa tầm và cũng rất thuận lợi cho cái chân trái của Đinh Hoàng Mắc. Đánh đầu. Có lẽ người đã dứt điểm là Hữu Quý. Ba bàn của Ribeiro, ba bàn của Hồ Tấn Tài và hai bàn còn lại thuộc về Henrio da Silva. Đội chủ nhà chỉ thực hiện tốt vai trò kiểm soát thế trận. Thú định. Thanh Phong. Phạm Văn Trâm. Phạm Văn Trâm không dứt điểm. Phạm Văn Nam. Hoàng Việt đã chọn giải pháp an toàn. Khi mà Đình Kha hay Lê Thanh Bình không có những cơ hội của riêng mình thì tình huống dứt điểm này lại thuộc về Phạm Văn Nam, hậu vệ bên phải. Những phút cuối cùng của hiệp 1 thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đang dành thời gian cho bài toán nhân sự. Xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với sân vận động Quy Nhơn để tiếp tục theo dõi hiệp 2 của trận đấu giữa Topeland Bình Định và câu lạc bộ Long An tại vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways mùa giải 2021. Cơ hội đầu tiên là của Văn Trung, cầu thủ mới vào sân trong hiệp 2. Không được. Ngay từ những giây đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà đã có một cơ hội. Văn Trung chính là người vừa được tung vào sân để thay thế cho trường hợp của Thanh Phong. Ngay lập tức thì Văn Trung đã có một cơ hội của mình. Một chút lơ là của đội trưởng. Thực tế thì các cầu thủ của Topeland Bình Định, đặc biệt là những người thi đấu ở trên mặt trận tấn công, đều không có những cơ hội thực sự của mình.
Đây là anh Tú. Trong hiệp 1 thì anh Tú cũng đã có một cơ hội thoát xuống, nhưng một thoáng chần chừ đã khiến cho pha đi bóng của anh Tú không đủ để giúp anh thực hiện một pha dứt điểm, cũng như là tình huống căng vào bên trong. Đặng Văn Trâm hay Đinh Hoàng Mắc, đây mới chỉ là những trận đấu đầu tiên của họ và cần thêm những cơ hội. Pha dứt điểm thứ 5 của Đinh Hoàng Mắc. Và đây là tình huống dứt điểm bằng đầu thứ 2 của cầu thủ gốc Nigeria. Hoàng Mắc hay Đặng Văn Trâm, họ cần thêm những trận đấu tiếp theo để thực sự hòa nhịp với lối chơi chung của Club Lê Bình Định. Sau khi mà Trần Văn Trung có mặt trên sân thì anh là điểm nhấn trong những tình huống tấn công của đội chủ nhà, và bộ đôi này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi không cho các chân sút của Bình Định có nhiều cơ hội. Dứt điểm, bóng rung sang ngang, đây là cơ hội thực sự. Đi Kha, ngay ở hiệp 2 thì đội chủ nhà đã có hàng loạt những pha dứt điểm nguy hiểm. Trần Văn Trung đánh đầu, cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi cho Club Lê Bình Định. Không phải là các tiền đạo, đó là trung vệ Đinh Tiến Thành. Ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là Trần Văn Trung vào sân và để lại những dấu ấn đáng kể. Quả tạt đúng điểm rơi của Đinh Tiến Thành, không một ai theo kèm. Và số 7 của Club Lê Bình Định đã không thể khước từ một cơ hội. Đã có quá nhiều những cơ hội trôi qua trước các pha dứt điểm của các cầu thủ trên mặt trận tấn công. Và khi mà hàng công không làm được thì để Đinh Tiến Thành đã giúp cho Bình Định mở điểm. Vị trí của những đội bóng trong top 6 thuộc nhóm A thì những trận đấu sau này Bình Định đã chơi không còn tốt. Lại thêm một tình huống dứt điểm từ xa. Những cơ hội lần lượt đã đến với câu lạc bộ Top Lê Bình Định. Có lẽ đó là pha dứt điểm của cầu thủ mới vào sân, cầu thủ báo số 16, đó là Đức Hữu. Lại là Văn Trung. Văn Trung đang thi đấu rất tự tin, điều mà cầu thủ này đã thiếu ở sân chơi V-League. Tuy nhiên sau khi được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sử dụng trong hiệp 2 thì Văn Trung chính là người chơi nổi bật nhất. Chuyền bóng, đột phá và bây giờ là dứt điểm. Một tình huống lẻn ra phía sau của một cầu thủ Long An. Nguy hiểm! Một đầu! Cả một hiệp thi đấu thứ hai, Long An không thể tạo ra áp lực về khung thành của Minh Hoàng. Nhưng chỉ cần một cơ hội, đội bóng của huấn luyện viên Ngô Sang bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 68. Những bàn thắng đã đến trong hiệp thi đấu thứ hai một cách vô cùng bất ngờ. Một pha dứt điểm mà thủ môn Trần Đình Minh Hoàng không có lấy một tình huống phản xạ. Còn khu vực cabin bàn huấn luyện thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng cực kỳ bất ngờ với pha dứt điểm này của cầu thủ Lâm An. Quá khó. Tình huống đổ người của Trần Minh Hoàng cũng chỉ là phản xạ và không đủ để giúp cho khung thành của đội nhà đứng vững. 1-1. Và bây giờ thì Long An đã tạo ra được bất ngờ trên sân của câu lạc bộ Club Lê Bình Định. Đặng Văn Trâm đánh đầu. Những tình huống dứt điểm tầm cao đang mang về những cơ hội cho câu lạc bộ Bình Định. Nhưng Trần Đình Kha đã không thể xuất sắc bằng Đinh Tiến Thành khi mà tình huống dứt điểm vào rồi của anh. Bóng đã đi chạy khung thành quá xa. Trong khi đó, điều tương tự là các thủ Long An đang lui về phòng ngự. Thêm một tình huống đánh đầu nữa, nhưng bất ngờ đã không xảy ra. Và người đã chạm bóng vừa rồi đó chính là Đinh Tiến Thành. Nếu xử lý tốt thì đó hoàn toàn là một cơ hội dành cho câu lạc bộ Long An có thể nâng tỷ số lên 2-1. Bóng đã không đến được vị trí của Đinh Hoàng Mắc. Trần Văn Trung, bóng kỹ thuật không được.
Một cầu thủ của Long An đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi sau khi mà thủ môn Hoàng Việt lao ra nhưng không thể xử lý tốt trái bóng. Đây là sự thay đổi người có tính chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Thủ môn Vũ Tuyên Quang được tung vào sân để thay thế cho Trần Minh Hoàng. Có lẽ đây là bài toán và giải pháp mà nhà cầm quân của Bình Định lựa chọn, tập trung để chơi bóng vào bên trong. Phản công dành cho Long An, không có tình huống biên giới. Bóng đá nằm gọn trong lưới của Vũ Tuyên Quang. 2-1, cơn địa chấn đã xảy ra trên sân vận động Quy Nhơn. Long An vượt lên dẫn trước và đang đứng trước cơ hội cực kỳ lớn để giành vé đi tiếp. Một tình huống phá bẫy biên vị quá hay của Thanh Long và dứt điểm chuẩn xác. Tuyên Quang băng ra nhưng không đủ nhanh để có thể xử lý được trái bóng này. Và tình huống dứt điểm quá tỉnh táo của Thanh Long đã giúp cho Long An gần như chắc chắn giành vé đi tiếp. Ngay sau khi mà Trần Văn Trung bỏ lỡ một cơ hội thì lập tức là câu trả lời của Long An, và câu trả lời này thực sự là đánh thép. Đã hết 4 phút bù giờ và Long An đang dẫn trước 2-1. Đây là cơ hội cuối cùng và Vũ Tuyên Quang đang có mặt. Đánh đầu, bóng đã xuyên đầu của Hồ Tuấn Tài và hết giờ. Bất ngờ đã xảy ra trên sân vận động Quy Nhơn khi mà Long An trong thế lộ ngược dòng đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Họ giành chiến thắng trên sân của Bình Định.